gợi ý top 5 địa điểm ngắm biển cực đẹp tại Cần Giờ. Biển ở Cần Giờ luôn là lựa chọn thuận tiện cho người thành phố Hồ Chí Minh cần một nơi để ghé chơi và về ngay trong ngày. Những ngày cần giải tỏa căng thẳng bức bối ở thành phố lớn, mọi người thường di chuyển đến biển để đi dạo trên cát, hít gió trời, ngắm biển và ngắm hoàng hôn rồi quay về tiếp tục công việc. Gần đây, một số người địa phương cũng liên tục cập nhật các khu cắm trại, các khu du lịch hay quán cà phê, điểm check-in tự phát mới nhất còn có bãi biển. Để thông tin đến du khách ghé thăm Cần Giờ. 1. Rata Camping. Rata Camping tọa lạc tại số 1227/6 đường Duyên Hải, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những khu cắm trại có view biển cực chill mà hiện tại nhiều người đến Cần Giờ chọn ghé đến. Nếu không có nhu cầu lưu trú, bạn có thể mua vé vào cổng vui chơi ngắm biển với giá 100.000 đồng, đã bao gồm một phần nước. Do có không gian xanh mát, nhiều cây cối với nhiều góc chụp ảnh đẹp được trang trí tỉ mỉ, lại nằm cạnh bờ biển thơ mộng, nên rất nhiều bạn trẻ đã đến đây check-in. 2. Gió Lộng Cà Phê. Gió Lộng Cà Phê hay còn được gọi với cái tên Cà Phê Đỗ Phủ, Gió Lộng Boutique Hotel tọa lạc tại số 166/8 Tắc Xuất, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là quán cà phê ven biển nằm ngay khu vực trung tâm thị trấn nên rất dễ tìm thấy. Ở đây ngoài kinh doanh quán cà phê thì còn cung cấp dịch vụ lưu trú nên không gian rất rộng, được đầu tư chỉnh chu với nhiều tiểu cảnh. Khu vực quầy nước uống sẽ được bố trí sát bờ biển, bố trí các ghế lười để ngả lưng tận hưởng bầu không khí thoáng đãng. Đặc biệt, quán còn có khu trò chơi mini dành cho các bạn nhỏ nên tiện cho bậc phụ huynh đi chơi cùng con khi vừa dễ dàng trông nom vừa nghỉ ngơi, tận hưởng. Ngoài đồ uống nơi đây còn phục vụ cả thức ăn để ngồi chơi lâu. 3. Công viên Cần Thạnh. Cần Thạnh có một công viên nhỏ là nơi vô cùng lý tưởng để ngắm cảnh biển Cần Giờ hiện vẫn chưa bị rào lại, nên bạn có thể đến đây vui chơi. Mọi người thường tấp xe, ngồi đâu đó ở công viên dưới hàng cây dương, tận hưởng bầu không khí trong lành mát mẻ của gió biển và ngắm từng đợt sóng vỗ rì rào. 4. Khu du lịch Hòn Ngọc Phương Nam. Nằm tại số 1227/65 đường Duyên Hải, Đồng Tranh, Long Hòa, Hòn Ngọc Phương Nam là một trong những khu nghỉ dưỡng sinh thái biển nổi tiếng nhất nằm ven bờ biển Cần Giờ. Nơi đây có khuôn viên rộng rãi nằm ven đường bờ biển dài để mọi người thoải mái vui chơi. Nếu không có nhu cầu lưu trú, bạn có thể mua vé vào trong tham quan, chụp hình check-in ngắm biển với giá từ 50 đến 75.000 đồng. Đến đây, bạn sẽ được tận hưởng không gian vô cùng trong lành. Bên hàng phi lao lộng gió, ngắm nhìn bãi biển đẹp xao xuyến sẽ đem lại cho bạn nguồn sinh khí mới, xua tan mọi căng thẳng, mệt nhọc. Đặc biệt chiếc cầu dẫn ra biển Cần Giờ là biểu tượng nổi tiếng của Hòn Ngọc Phương Nam được rất nhiều người check-in. 5. Bãi đá màu. Thêm một địa điểm ngắm biển Cần Giờ nữa mà hiện nay bạn có thể đến là khu bãi đá màu tọa lạc tại đường Bùi Lâm, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, gần Hương Sơn Canteen. Bạn chỉ cần search Hương Sơn Canteen trên Google Maps và men theo địa điểm này thì sẽ đến. Đến đây, bạn có thể ngắm biển cùng ăn uống nhẹ với hội bạn hoặc check-in với bãi đá đủ màu sắc gần đường bờ biển. Ở đây nổi tiếng là địa điểm ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp được nhiều người lựa chọn vì không bị che khuất. Cả không gian ngập tràn trong sắc rực rỡ ánh dương làm cho lòng người trở nên sảng khoái và tươi mới hơn. Trên đây là 5 địa điểm ngắm biển Cần Giờ tuyệt đẹp vừa được cập nhật. Mọi người hãy thử đến trải nghiệm xem sao nhé. Nếu thấy thông tin hữu ích hãy cho video một like cùng một lượt đăng ký kênh để tạo động lực cho các video sau. Xin cảm ơn.